Hội thi bí thư chi bộ giỏi hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ đảng bộ cơ sở, đồng thời chào mừng 35 năm thành lập đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Giải báo chí Hải Triều năm 2024 tiếp tục thể hiện được tầm vóc, giá trị và được sự quan tâm ghi nhận trong đời sống báo chí của cả nước. Từ giải Hải Triều đã có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia giải báo chí quốc gia. 10 cổ vật tiêu biểu nằm trong số hơn chục ngàn cổ vật thuộc triều Nguyễn do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lưu giữ vừa được đơn vị tiến hành định danh số và thực hiện triển lãm trên không gian số. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình sáng nay, thứ tư ngày 19 tháng 6. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ đảng bộ cơ sở, đồng thời chào mừng 35 năm thành lập Đảng bộ khối. Dự khai mạc hội thi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ. Tham dự hội thi bí thư chi bộ giỏi vòng sơ khảo có 35 thí sinh chia làm 3 bảng. Đây là các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở, là những gương mặt tiêu biểu xuất sắc được khẳng định và chọn ra qua hội thi cấp cơ sở. Các thí sinh sẽ tham gia vào các phần thi trắc nghiệm và lý thuyết với những câu hỏi liên quan đến các nội dung về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và những kỹ năng về xử lý tình huống. Hội thi bí thư chi bộ giỏi là hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng cho các bí thư, phó bí thư chi bộ cơ sở, là dịp để các chi bộ có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đưa công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào nề nếp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. 9 thí sinh có kết quả cao nhất sẽ tham dự vào vòng chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 7. Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Hương Thủy do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập Nguyễn Thanh Bình đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại thị xã Hương Thủy. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ đã được các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan triển khai một cách nghiêm túc. Qua ngay báo cáo và qua kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Sở Chỉ huy diễn tập và cả khu vực diễn tập thực binh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự tích cực, chủ động của thị xã trong việc triển khai công tác chuẩn bị, nhất là đã đầu tư xây dựng kiên cố đồng bộ hệ thống công sự trận địa và hầm hào tại khu vực Sở Chỉ huy. Diễn tập khu vực phòng thủ thị xã là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Đặc biệt, trong quá trình diễn tập sẽ có huy động số lượng lớn về người và vũ khí trang bị. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ban tổ chức diễn tập thị xã phải tập trung rà soát lại toàn bộ mọi công tác chuẩn bị một cách chặt chẽ, chú đáo, nhất là kết cấu các tình huống thực binh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh hỗ trợ để thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. Chiều qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Hội nghị quán triệt đến các cấp công đoàn nội dung hướng dẫn số 156 tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam, trong đó định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm về quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc. Khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở hướng dẫn định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh có hướng dẫn cụ thể đến cả cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện có 116.000 doanh nghiệp cần tuyển khoảng 1,9 triệu lao động trong năm 2024, trong đó nhu cầu lao động phổ thông chiếm 44%. Cụ thể, tình hình thị trường lao động 5 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu hướng về nhóm nhân lực không yêu cầu bằng cấp chứng chỉ khoảng 836.000 người, trình độ đại học và trên đại học chiếm 19%, khoảng 361.000 người. Cục Việc làm nhận định tổng thể thị trường lao động duy trì đà phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro chưa bền vững. Tại Thừa Thiên Huế, tình hình lao động việc làm được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động, đạt 53,6% kế hoạch, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Trong đó đưa 1.453 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 71% kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Điền luôn nằm trong số các địa phương dẫn đầu của tỉnh về công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động một cách bền bỉ, thực tiễn ở Quảng Điền cũng cho thấy nhiệm vụ phát triển mới đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nói riêng và công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói chung có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn. Rời thành phố về quê, ngay sau khi xây dựng nhà mới, ổn định cuộc sống, với sự tuyên truyền tư vấn của nhân viên tổ dịch vụ thu bảo hiểm xã hội địa phương cùng sự động viên khuyến khích của người thân, đầu năm 2024, chị Ngọc Huyền quyết định tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với mức đóng 297.000 đồng một tháng, chị Huyền xem đây là khoản tiết kiệm khi còn sức lao động để về già có lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế cùng cả quyền lợi khác. Nhân viên chị Lam là có tuyên truyền cho em để em có tinh thần để em biết để sau này em cũng có để cái lương về em về hưu. Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào nghề no sáo đánh bắt thủy sản trên đầm phá Tam Giang, tuy không ổn định nhưng vợ chồng chị B vẫn quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai người với mong muốn sau này về già cuộc sống được ổn định nhờ có lương hưu, giảm gánh nặng cho con cháu. Hai vợ chồng em làm nghề no sáo, cũng thu nhập mà cũng là đóng bảo hiểm đấy, cũng là em cũng tự tin đóng hai vợ chồng là tháng là 600. Là sáu đi rồi thôi, em cũng có tiền bảo hiểm, tiền lương hưu thì sau này em cũng đỡ là ra là có cái là cũng đỡ lo ra. Để vận động những người dân như chị Huyền, chị B tham gia vào lưới an sinh xã hội, những nhân viên đại lý thu như chị Kim Lim hay bà Lam trước hết phải vận động người thân trong gia đình, vận động đội ngũ cán bộ bản chuyên trách của các tổ chức đoàn thể tại địa phương làm gương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước. Cùng với đó là linh hoạt đa dạng các phương thức truyền thông với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng và mưa dầm thấm lâu, làm sao để người dân hiểu rõ quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mình đến từng nhà người dân để tuyên truyền, rồi là mình phát tờ rơi, rồi trong các cái buổi hội nghị thì mình lồng ghép để tuyên truyền, đặc biệt là bên cái lĩnh vực em công tác là hội phụ nữ thì cùng các chị hội là tuyên truyền vào các cái dịp lễ để cho chính sách đến được sâu rộng với bà con nhân dân. Cùng với sự nỗ lực của cán bộ bảo hiểm xã hội địa phương, sự chung sức của đội ngũ nhân viên các đại lý thu trong công tác tuyên truyền vận động, thực tiễn ở Quảng Điền cũng cho thấy địa phương nào có sự vào cuộc chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền thì chắc chắn sẽ có những chuyển biến rõ nét về kết quả phát triển mới số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tỉnh riêng trên địa bàn xã Quảng Lợi, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện đạt 6% dân số trong độ tuổi lao động, trong đó từ tháng 3 đến nay, số vận động tăng mới là 47 người. Sự tăng trưởng của những địa phương như Quảng Lợi góp phần vào thành quả chung khi Quảng Điền luôn dẫn đầu trong số các địa phương của tỉnh về phát triển mới số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thời gian qua. Sự chỉ đạo của là huyện ủy, hội đồng nhân dân cũng như là ủy ban nhân dân rất là sâu sát. Hàng năm thì là trên cơ sở là chỉ tiêu của hội đồng nhân dân thì các đồng chí mà trưởng ban chỉ đạo mà đặc biệt là đồng chí là chủ tịch cũng như là phó chủ tịch mà phụ trách cái mảng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế này giao chỉ tiêu về cho các xã để mà thực hiện cái chính sách này. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, có tác động và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động và nhân dân. Để bao phủ chính sách cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Thực tiễn triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Quảng Điền trong thời gian qua cũng là những kinh nghiệm hay rất đáng được học hỏi, chia sẻ nhân rộng tại các địa phương khác trong tỉnh. Tiếp tục chương trình với các tin tức khác. Để nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hỗ trợ ôn tập cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 5 đến trước kỳ thi. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ ôn tập môn địa lý tại các trường Trung học phổ thông A Lưới, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hồng Vân, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trường Sơn, môn giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Hương Vinh, môn tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Hương Trà, trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỳ, trường Trung học phổ thông Hà Trung, trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn, môn lịch sử tại trường Trung học phổ thông Chi Lăng, môn hóa học tại trường Trung học phổ thông Trần Văn Kỳ. Giáo viên tham gia giảng dạy hỗ trợ là những người có kinh nghiệm dạy giỏi.
Các giáo viên chia sẻ những kiến thức cốt lõi, lưu ý những điểm mấu chốt trong đề thi để giúp học sinh tăng cường kỹ năng làm bài, đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc hỗ trợ ôn tập cho các trường là điểm mới của năm học này nhằm hỗ trợ các đơn vị có điểm số và vị thế môn học chưa cao, cũng là để các trường và giáo viên thấy sự quyết tâm của sở trong việc nâng cao chất lượng và vị thế giáo dục của Thừa Thiên Huế, đáp ứng kỳ vọng của người dân và xã hội. Là hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, hội thi Câu lạc bộ Gia đình Phát triển Bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình năm 2024 được Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức sáng nay có sự tham gia của 8 đội thi đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các đội thi theo hình thức sân khấu hóa gồm 3 phần thi, phần chào hỏi và giới thiệu được thể hiện bằng các hình thức sân khấu hóa như ca, kịch, múa, hò vè. Phần thi kiến thức thể hiện khả năng hiểu biết cơ bản liên quan đến pháp luật, phòng chống bạo lực, bình đẳng giới trong gia đình, kiến thức và kỹ năng về xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc thông qua các tiểu phẩm, kịch ngắn, ca múa nhạc. Bên cạnh đó, các đội dự thi cũng thể hiện kiến thức, sự tinh tế trong phần xử lý tình huống với câu hỏi được bốc thăm. Hội thi góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đồng thời là dịp đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các ngành, các cấp, gia đình và toàn xã hội quan tâm chăm lo xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, là giải thưởng báo chí của tỉnh, giải Hải Triều năm 2024 tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của nhiều phóng viên, nhà báo và cả cơ quan báo chí địa phương cũng như trung ương. Giải năm nay cũng ghi nhận sự tham gia vượt trội về số lượng của các nhà báo, công tác viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Điều đó cho thấy quy mô của giải là rất lớn, thể hiện được tầm vóc, giá trị và nhận được sự quan tâm ghi nhận trong đời sống báo chí của cả nước. Từ giải Hải Triều đã có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia giải báo chí quốc gia, ghi nhận của phóng viên thời sự. Loại hình phát thanh ở các địa phương là thể loại khá đuổi trong những năm gần đây, khi mà báo màn điện tử và các nền tảng số của các thể loại báo chí khác phát triển rầm rộ. Trăn trở làm thế nào để thổi một luồng gió mới vào thể loại báo chí này, nhà báo Nguyễn Bình Bạch Sa cùng các cộng sự ở đài TRT đã ra mắt một chương trình phát thanh tương tác, không chỉ phát ở trên sóng mà còn được livestream trên nền tảng số. Ngày số đầu tiên của chương trình đã thu hút một lượng khán giả xem và tương tác khá lớn và tiếp tục duy trì sức nóng cho các chương trình tiếp theo. Tham gia giải Hải Triều lần này, một trong số các tác phẩm của hashtag TRT đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng Giám khảo. Và cái chương trình của chúng tôi hiện đang rất mới mẻ, đó là cái cách làm trực tiếp cũng như là làm livestream trên các nền tảng số. Thì đó là cũng đòi hỏi là cái ekip vừa là biên tập viên, đội ngũ, đạo diễn, rồi thư ký, rồi cũng như kỹ thuật đã có một cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng. Thì cái hiệu quả ban đầu thì như các bạn cũng đã biết đó là cái chương trình chúng tôi cũng đã dần dần được khán thính giả gần xa đón nhận. Giải báo chí Hải Triều lần thứ 5 đã nhận được gần 100 tác phẩm đăng ký dự thi, trong đó có 95 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo của 70 tác giả, nhóm tác giả của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương tham dự, với đa dạng các thể loại của báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí. Hội Nhà báo tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực đến từ các đơn vị báo trung ương đóng trên địa bàn. Điều này đã thể hiện được sự lan tỏa và uy tín của giải báo chí Hải Triều. Là một phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thì mình xác định được trách nhiệm trong hoạt động báo chí. Và việc tham gia giải báo chí Hải Triều thì cũng là một trong số đó. Thì những năm qua thì mình cũng đã đầu tư và may mắn nhiều lần đạt giải báo chí Hải Triều. Thì qua đó giúp cho mình nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cũng như là có phần tuyên truyền cho tỉnh nhà. Thì thời gian tới mình cũng như là báo Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh cũng như là giải báo chí Hải Triều, hy vọng giải sẽ ngày càng đi lên hơn nữa, là sân chơi hấp dẫn và lành mạnh cho đội ngũ báo chí không những trong tỉnh Thừa Thiên Huế mà còn trên toàn quốc. Là chúng tôi đã nhận được của rất nhiều, gần như là sự có mặt của tất cả các cái tờ báo lớn quốc gia tham gia với giải Hải Triều, với số lượng của vòng sơ khảo là 100 tác phẩm. Một cái điểm mà chúng tôi rất là ghi nhận là hầu hết các cái đề tài là đã bám sát cái hơi thở của đời sống, phản ánh một cái bức tranh khai thác ở nhiều đề tài trên các cái lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội,
và thể hiện cái sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị của địa phương Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện nghị quyết 54 để với cái mục tiêu là trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh những mặt được, giải báo chí Hà Trường năm nay cũng còn tồn tại một số điểm cần khắc phục, mà quan trọng nhất là vẫn còn thiếu các tác phẩm điều tra, một thể loại được coi là chủ lực của báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta ngoài cái chức năng làm báo là tuyên truyền, định hướng các cái vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội thì chúng ta cũng góp phần vào phản biện những cái vấn đề của xã hội để làm cho xã hội tốt hơn lên. Thì chúng tôi cũng mong rằng là ở những cái giải sau là chúng ta có nhiều hơn những cái phóng sự ở cái mạng điều tra, mạng phản ánh, thì điều đó là thể hiện cái sự dấn thân, cái lao động nghề nghiệp của người làm báo trong cái tình hình hiện nay. Giải báo chí của tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện từ năm 2008, nay là giải Hải Triều, đã có sức thu hút ngày càng lớn đối với giới báo chí cũng như sự quan tâm của xã hội. Từ sân chơi này, nhiều nhà báo trẻ đã trưởng thành và ghi dấu ấn ở nhiều đầu trường mang tầm quốc gia. Nhiều tác phẩm cũng đã đi đến cùng của vấn đề và mang lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần cùng với chính quyền các cấp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, 10 cổ vật tiêu biểu nằm trong số hơn chục ngàn cổ vật thuộc triều Nguyễn do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế lưu giữ vừa được đơn vị tiến hành định danh số và thực hiện triển lãm trên không gian số. Đây là bước khởi đầu trong nỗ lực giới thiệu quảng bá di sản văn hóa lịch sử Việt Nam ra toàn cầu, đồng thời góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa, kiến tạo nên mô hình kinh tế số hoàn toàn mới khi có thêm nguồn thu từ đối tượng khách hàng số. Chiếc ngai là bằng gỗ sơn son thiếp vàng, được chế tác dưới thời vua Khải Định 1916-1925. Hai chậu cành vàng lạng ngọc được hoàng gia dùng trang trí nội thất, gồm một chậu mai trắng và một chậu đào lựu có thân cành cây bằng gỗ thiệp vàng. Lạ được làm từ ngọc gắn trong chậu pháp lam. Đây là ba trong số 10 cổ vật tiêu biểu đầu tiên phản ánh những nét đặc trưng về đời sống vật chất, lễ nghi, chính trị, tư tưởng của vua Quang Triều Nguyễn, được lựa chọn thực hiện tích hợp công nghệ để định danh số và triển lãm trên không gian số. Trung tâm đã sử dụng cái công nghệ Nomion. Đây là một cái công nghệ mà là sự kết hợp giữa cái công nghệ FRID và blockchain để định danh số một cái cổ vật trên nền tảng số. Thì cái công nghệ này có cái đặc điểm nổi bật là giúp cho chúng ta định danh được một cái cổ vật vật lý và một cái cổ vật đã được số hóa trên môi trường mạng theo cái tính chất một một, tức là nó đồng bộ với nhau cả về mặt thông tin, về mặt dữ liệu. Với sự tích hợp này, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, khách tham quan khi tương tác với chip NFC Nomion gắn trên mỗi cổ vật sẽ mở ra không gian tương tác đa chiều với toàn bộ thông tin về lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa văn hóa, ảnh 3D của cổ vật. Em được trải nghiệm cái bảo tàng số, một công nghệ rất là mới. Và trên đấy có tích hợp rất là nhiều thông tin về các đồ cổ ở nơi này. Và rất là tiện khi mà em là một du khách ở phương xa. Nếu như em được quay trở về quê hương của em và có thể giới thiệu cho mọi người về cái bảo tàng ở Huế này, có thể truy cập vào trong cái bảo tàng số đó và xem thông tin và mọi người có thể chiêm ngưỡng, ngắm nhìn, đọc thông tin như kiểu mọi người có thể xem ở cái bảo tàng này. Rất là chân thật. Sau những thành công từ 10 cổ vật thực hiện thí điểm này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ tiếp tục chọn lựa khoảng 100 cổ vật tiêu biểu khác để định danh số, bổ sung trưng bày trên Metaverse tại địa chỉ museihue.vn, hướng đến xây dựng bảo tàng số theo từng chuyên đề, từng thời điểm, giúp du khách toàn cầu chiêm ngưỡng trọn vẹn 360 độ sắc nét của vật phẩm, trải nghiệm câu chuyện lịch sử hấp dẫn trong không gian lịch sử văn hóa chân thực, tương tự như đang tham quan một bảo tàng hay triển lãm thực tế. Ứng dụng công nghệ làm cầu nối đưa cả cổ vật đang được lưu giữ và trưng bày đến với thế giới số, phát huy giá trị cổ vật nói riêng và di sản của Triều Nguyễn, văn hóa Huế nói chung. Những nỗ lực này của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam ra toàn cầu và khai thác tiềm năng kinh tế số từ di sản.
Còn bây giờ là những thông tin về thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm từ 50 đến 92%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, sóng biển cao 0,5 đến 1,5 m.